Thưa quý vị, trong dịp hè có rất nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho các bé thiếu nhi như vẽ tranh, làm bánh, làm cốm. Trong nhịp sống buôn bao hôm nay, mời quý vị cùng khám phá một hoạt động mới, thủ công từ nhựa, Rosin. Với bộ môn này, các bạn nhỏ được tự tay tạo ra sản phẩm sống động bên trong cùng lớp nhựa phủ bên ngoài, một phiên bản độc nhất cho riêng mình. Tỉ mỉ lựa chọn từng chi tiết hoa khô, hạt sỏi, đá màu, các bạn nhỏ như đắm chìm vào trong không gian tràn ngập màu sắc của những loại nguyên liệu thủ công, hứng thú khi lần đầu tiên tự tay thiết kế một chiếc lược chải tóc hay đơn giản là làm ra bảng chữ cái tên mình. Các bạn nhỏ đều vô cùng tập trung, khéo léo đặt vật trang trí vào khuôn theo sở thích. Sân chơi này thì mình có thể thực hiện cùng với những nhóm bạn của mình. Hoặc là cả gia đình, ba mẹ sẽ có một cái nơi có thể dắt con mình đến, cả gia đình cùng nhau có những cái giờ phút thư giãn mà lại có những cái kỹ năng mới cho các bé, giúp cho các bé được tăng tính sáng tạo nè, mà lại còn có thể tránh xa các cái thiết bị điện tử hiện tại bây giờ. Trong tương lai thì Why Not cũng sẽ có những cái buổi sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hiện các cái sản phẩm mà làm hoàn toàn bằng thủ công. Những mảng màu lấp lánh trong gieo được các bạn sắp xếp theo tưởng tượng mang đậm dấu ấn cá nhân. Ít ai ngờ rằng sản phẩm thủ công sống động này là thành quả sáng tạo của những bạn nhỏ tuổi. Có thể nói, đây không chỉ là sân chơi để giải trí, thỏa sức sáng tạo, mà còn là cơ hội phát triển bản thân.